CTM for life. Bạn có tài mà 2021 rap Việt mùa 2, chúng tôi không tấu hài. 4:30 mình là đàn ca chạy một mạch từ Đồng Nai về tới Sài Gòn. Ngắm nhìn phố xá cùng với đàn bà, bia rượu chỉ mới uống được vài lon, với tay nhà thì bị đập cho vài đòn. Bởi vì mùi cồn vẫn còn vui cho cổ áo, thích ngồi kè kè với mấy thằng bị xăm mình. Nhưng mà đính chính không ai là hổ báo, khi thằng nào cũng kiếm tiền nuôi vợ và hai con. Nếu mày bị uống láo lâu và hẹn vào đập cho vài đòn, đây là Sài Gòn. Hết đường này rồi tới đường nọ, có những thứ thật đơn giản mà bọn họ lại tưởng có quen xe rồi chỉ chọn. Rồi phần thắng xin phép được nhường họ sống ở trên đây. Ma túy là thứ tao thường bỏ. Ê, mấy thằng bạn tao thường lo về tiền bạc rồi lại vật chất. Tao có đầy phiền nhất, mình đi là bậc nhất và là thật nhất. Là đội đấu mà không ai nhìn thấu. Yeah, bạn có tài mà 2021, hãy đón chờ tụi tao sẽ làm gì được ở đây. BCTM boy.